Từ lúc mình đeo cái ba lô ván bim bim như thế này mà không thấy bạn nào qua nhỉ? Ui rồi ôi, bao nhiêu là bim bim như thế này á, cặp còn chả nhìn thấy chứ. Ngắm qua đi. Ô, Hằng, Hằng, Hằng ơi, Hằng, vào đây bảo nhanh lên, nhanh lên. Gì đây, đi học đi. Nhanh lên. Đi học đi con gì, đứng đây làm gì? Thì tớ đang đợi các bạn đi học đây. Đi. Đi thì mà đi, đi thì nhìn đây này. Đấy. Làm sao? Ui giời ơi, mắt bạn để làm đẹp à. Nhìn đây này, thấy chưa, thấy chưa? Ý giời ơi, tớ thấy rồi. Mà này, tự dưng hôm nay lại mua được cái ba lô toàn bim bim ở đâu đấy? Cho tớ gói. Từ từ để im đấy, cho gì mà cho. Cái này á, à, tớ tự đính ở đấy, tí lên đó, cô giáo bảo kiểm tra. Ê, à, cô, đây là cái ba lô bim bim của em đấy chứ, không phải là em mang đồ ăn vặt đi đâu. Ý giời ơi, thế mang nhiều như thế này, chẳng cho tớ thì cho ai? Còn ý, lâu cho... mới cho. Không cho tớ á? Nhiều như thế này á, bạn ăn làm sao hết? Đến lên đến lớp thì tớ tính sau. Lại còn phải tính nữa. Mà thôi, đi học đi. Đi. Cho gói. Không cho. Ý giời không? Cho tớ gói, không? Muốn ăn chứ gì? Ừ, được rồi. Nào, từ từ đã. Nhưng mà cái bài tập của tớ, tớ chưa làm. Tí nữa tớ làm bài tập xong thì tớ cho á. Nhưng thì mà... cho liên quan gì đến làm bài tập? Khi làm bài tập xong thì tớ mới cho, tớ mới rảnh cho được. Nhưng mà tớ mà làm bài tập á, chắc phải đến mai mới xong được ghê. Cái gì mà mai mới xong? Thế mai bạn mới cho tớ ăn bim bim á? Thì cái bài tập đấy khó ơi khó, thì tớ chẳng phải làm bao giờ xong thì tớ ôi mới rảnh mới cho được. Bài tập á, dễ tớ làm xong rồi. Nhưng mà tớ chưa làm. À, thế hay là để tớ làm bài tập hộ cho. Xong rồi à, bạn cho tớ bim bim. Ok, chốt luôn nhá. Được. Ok, đi lên hết luôn. Đi. Bạn chọn cái mẫu bim bim của bạn chưa? Thích ăn trước đi. Ơ, thì cho luôn đi. Phải làm xong bài tập thì mới cho được. Tớ thích ăn gói này này. Đâu? Gói bắp, bắp ngọt này này. Bắp ngọt shopper, tớ thích cực luôn. Chốt luôn gói này nhá. À, để tớ lấy. Tớ bảo rồi, làm xong bài tập đi mà. Đây, bạn dở cái trang 124 đây này. Đâu, để tớ dở cho. Ở nhà thì không làm đi, đến đây rồi mới bắt đầu làm. Ui giời, ở nhà đây này. Đây, dán bim bim vào đây, để đến để cho bạn ăn đây. Đây, trời bài này này. Ơi, cái bài ngày giờ với giờ phút này á, dễ ợt mà. Mà bạn cứ làm cho tớ đi, đằng nào tớ cũng không làm rồi. Ơ, thôi được rồi, tớ làm xong cái này với cái này là cho đúng không? Ok luôn, một gói này luôn, tớ để đây cho bạn luôn đi chứ. Được. May là cái này còn dễ, mình làm còn nhanh. Quên làm nhanh đi nhá. Ờ, nhớ gói này đi nhá. Ok. Toàn dậy lúc mấy giờ sáng? Ôi giời ơi, thế này thôi mà không biết làm. 6 giờ kim ngắn chỉ số 6 đây rồi còn. 6 giờ sáng điền vào đây. Thế mà không làm thì Toàn và Thắng cùng đến trường lúc mấy giờ? Tất nhiên là 7 giờ. Ôi giời ơi, Hùng ơi là Hùng. Dễ thế này, 7 giờ. Bố đón Toàn tan học lúc mấy giờ chiều? Trời ơi, cái này á, xem đồng hồ bình thường thôi còn làm được. Nối bức tranh với đồng hồ thích hợp. Mẹ đến cơ quan, ủi giời, chưa cần nhìn thấy mấy giờ, nhìn thấy mẹ là đã đấy rồi này. 7:30 phút. 7:30. Đây, kim ngắn chỉ giữa số 7 và số 8, kim dài chỉ số 6, tức là 7:30. Đấy, bố đến công trường lúc 6:30 phút. 6 giờ thì tức là đây. Trời ơi, mai ăn cơm trưa lúc 11:30 phút. 11:30 phút. Còn cái này thì là 12:30. Ôi giời, thế mà không biết là không. Gì đấy? Tớ làm xong rồi này. Dễ như thế này, hôm sau những cái cơ bản như thế này á thì làm ở nhà đi, xong rồi hẵng đến lớp. Gì mà làm nhanh thế á? Ừ, cái này dễ mà. Có đúng hết không đây? Không đúng hết nhưng mà được điểm 10. Ừ, ok luôn, tớ cảm ơn bạn nhá. Ờ, bim bim của tớ đâu? Từ từ đã. Bây giờ như thế này nhá, ở trong này tớ vẫn còn bài tập ý. Bây giờ bạn thích gói này phải không? Chiều, tớ lấy gói này của tớ trước. Từ từ đã. Bạn nhìn đây này, ở trên này còn gói to bự này. Bạn có muốn ăn gói to bự này không? Có. Thế thì bạn làm nốt bài này cho tớ, xong rồi tớ cho luôn một gói, hai gói. Nếu mà bạn thích ba gói tớ cho ba gói luôn. Cái gì? Đây là
sách cơ bản và nâng cao mà. Cơ bản và nâng cao này nhá. Cô là cô gọi lên bảng, cô chữa từng bài đấy. Tớ mà làm cho bạn được điểm 10 nhá, hôm sau cô nghi ngờ đấy. Ôi giời, bạn cứ lo xa, bạn cứ làm đi. Chắc gì cô đã gọi đến tớ đấy. Thì chỉ gọi độc bạn thôi, mới gọi các bạn khác rồi, không lờ gọi tớ đâu. Ờ, đừng có mà nói thế. Thôi, tớ chỉ làm cho hộ bạn một bài thôi. Nào, đưa cái phần của tớ đây. Bạn cứ làm đi, làm cho tớ đi. Tí nữa tớ cho bạn 3 gói liền. 3 gói đấy. 4 gói cơ. Ok, 4 gói. Nhớ nha. Tớ chỉ làm mỗi hôm nay rồi đấy. Hôm sau đừng có mà bảo tớ nữa. Rồi, đấy. Bạn biết vì sao mà ở nhà tớ không làm không? Tại sao? Đây này, đây, đây. Ở nhà gắn bim bim mà đến đây này, bạn làm bài tập cho tớ thì bạn mới có bim bim ăn đây này. Thấy sướng như thế không gì nữa, tớ còn chẳng có mà ăn gì kìa. Ờ ha, kể ra bạn mà làm ở nhà rồi thì bây giờ bây giờ tớ không cần phải làm nữa, bạn cho tớ luôn. Thế bim bim này tớ ăn một mình nha, tớ lại chán quá, lại buồn quá. Nhìn này, mấy bài đằng trước này không làm này. Ui giời, mấy bài này khó lắm. Bạn khó cứ làm cho tớ khó. Đi, cứ yên tâm. Làm hết đi nhá. Đây này, đây đấy, mấy tờ đấy. Tự dưng lại phải làm bài tập cho bọn Hùng chứ. Mà thôi, làm có mấy bài tập, đằng nào mấy bài này mình cũng làm qua rồi, bây giờ làm lại một lần nữa sẽ chắc kiến thức của mình và mình sẽ làm nhanh hơn. Tí nữa lại có bim bim để ăn. Ok. Rồi, đơn giản mà mình cũng chỉ làm cho bạn Hùng mỗi hôm nay thôi. Hôm sau bảo mình làm, mình còn lâu mới làm. 2 x 5. Rồi, 5 x 5 lại bằng mấy ở dưới này? 5 x 5 là bảng từ chương 5, bằng 25. Đấy. Rồi, 10 bằng 2 x mấy? 10 thì bằng 2 x 5. Đấy. 2 x mấy bằng 18? Tất nhiên là nhân 9 rồi. Rồi, mấy nhân 1 bằng 5? Bảng nhân 1 nè, 5 x 1 thì bằng 5, 5 x 5 lại bằng 25. Dễ như thế này, chắc là bạn Hùng nhìn rắc rối một tí nên là không làm đây mà hả? Ok. Bằng 2, toàn là những bảng cửu chương dễ thôi. Run run run. Xong rồi nè, Hùng ơi. Run 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 run. Đúng hết chưa đây? Trời ơi, người ta làm bài cho thì nhìn vào đây đi để hôm sau còn biết làm. Mắt cứ dán vào chơi game xong rồi hôm sau làm sao biết làm được. Bạn làm vào giấy này là đúng hết rồi, tối gần tớ về tớ nhìn phát là hôm sau thuộc luôn. Ôi giời. Có gì mà làm nhanh thế? Đã bảo là mấy bài này dễ, dễ mà không tự mà làm đi. Có đúng không đây? Tớ phải lấy máy tính cho tớ tính thử một phép. Thôi, đúng rồi. Đúng đâu, rồi. Bim bim của tớ. Đây phải không, cái gói này của bạn phải không? Ờ. Đây, đấy, một gói nhá. Gói to nữa cơ à? 3 gói nữa. 3 gói cơ à? Nhiều thế. Lúc nãy bạn bảo 3 gói làm gì? 2 3. Yeah, ok. Thế là làm một tí thôi mình được 3 gói bim bim. Đấy, 4 gói đấy nhá. Yeah. Thank you. Này, còn một gói nữa. Nhưng mà phải để cô giáo kiểm tra. Nếu mà đúng hết thì hôm sau tớ sẽ mang cho bạn. Trời ơi, chắc chắn là 10 rồi. Biết là 10 nhưng mà cứ phải chắc chắn cho cô giáo chấm đã. Ấy chưa ăn thì xem bim bim thơm chưa. Ai, ngon quá. 2 x 5 bằng 2 x 5 2 x 5 bằng 10 2, bằng 7 chứ. 2 x 5 và cũng ạ bạn luôn ấy. Đây 2 5 bằng 7 mà. Phép nhân, không phải phép cộng ông nội ạ. Thế à? Thế là 2 x 5 bằng 10. Ôi giời, cái phép tính này sai rồi. Cái gì đâu, 5 x 5 bằng 25, 5 x 5 bằng 10 mới đúng chứ. Thôi, và cũng nói với bạn nữa đâu, chấm là đúng hay sai á, để hôm sau cô giáo ấy đi. Thôi người tí nữa đi hỏi các bạn đi. Hỏi các bạn xem 5 x 5 bằng 25 đúng không các bạn? Để xem. Các bạn ơi, 5 x 5 có phải bằng 25 không hay là bằng 10? Thế bằng 10 ấy, nếu mà sai á thì cắt cái gói bim bim kia luôn đấy. Còn nếu mà đúng á thì phải cho tớ hết cái chỗ bim bim này luôn, được chưa? Được, ok luôn. Mệt quá nhỉ. Cái gì đấy, là kẹo tiếp à?
Kẹo gì đâu. Gì vậy? Cái này cần phải kẹo ấy, cái này chả ăn được đâu. Ôi. Có ai sướng như bạn đâu được ăn bim bim như thế. Tớ cũng chẳng ăn cái kẹo đấy đâu. Ôi trời ơi, cái này sao nhìn xấu thế nhở? Ui cái gì đấy? Túi mù à? Cái này là túi mù đấy. Cái này túi mù nhỏ thôi, nhìn thấy đẹp chưa? Wow, túi mù gì mà đẹp thế này? Ở nhà tớ có hàng triệu cái gói túi mù siêu to khổng lồ này này. Nhưng mà tớ chả biết làm gì nên là tớ cầm đi khoe như thế này thôi. Đây cũng là túi mù. Đúng rồi, túi tất này. Cả trong này túi mù ấy to luôn, khổng lồ luôn ấy. Bên trong này to lộm lắm á. Cho tớ cái. Bạn thích à? Ờ, 3 thôi, cái, 4 cái như này. Cho bạn xem cái này thôi chứ không cho đâu. Xem thì là xem làm gì, cho một cái về tớ trang trí. Không được á. Thế này nhá. Lại thế này. Thì vẫn như trước thôi. Đây này, đây này. Đây tớ, hôm nay tớ còn cái quyển này nữa này. Cái bài tập vẽ này, tô màu này tớ chưa làm. Đây này còn đầy, đây này tớ chưa làm một bài nào đây này. Bạn tô màu cho tớ một cái. Thì tớ cho một cái nhỏ này. Ê. Đó, cái nhỏ. Thôi nhá, tớ bảo nhá. Bài tập của ai tự đấy làm. Lúc nãy tớ làm cho bạn hai lần rồi. Tớ cảm thấy tội lỗi, tớ cảm thấy sai rồi đấy. Tớ không làm nữa đâu. Mấy cái bài này là tớ lười làm thôi. Còn đâu tớ học thuộc hết rồi. Bạn cứ yên tâm đi. Còn đâu cái vẽ này thì tô màu này, cái tay nghề của tớ hơi kém nên là bạn tội của tớ. Đây, một cái to, một cái nhỏ nữa đây này. Không, một tớ không làm đâu. Hai cái to, một cái nhỏ đây này. Hai cái to á. Có tô không? Thế ba cái đây này, có tô không thì nói một cái. Ba cái to không có nhỏ, nếu không tô thì thôi. Ba thì ba. Trời ơi, người đâu mà khôn thế, một cái to thì không làm luôn đi, tớ đỡ phải mất hai cái to nữa. Thì cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ. Nếu mà bạn không muốn mất á, thì bạn làm ở nhà đi, đỡ đến đây đỡ phải nhờ tớ. Cái giá này nó hơi đắt đấy bạn ạ. Ba cái to một cái nhỏ bắt đầu mới đồng ý. Thế đưa một cái nhỏ thôi. Thế tô bài nào? Đâu. Đây. Bài cô giáo kiểm tra này. Đây này. Đấy, bài con thuyền này này. À bài hai bạn nhỏ đang thả diều đây này. Ok. Đấy. Rồi. Thôi nhá. Bây giờ cứ tô đi, tớ ra ngoài tớ chơi một tí nhưng đỡ phải làm phiền bạn vừa ăn vừa tô cho tớ nhá. Biết rồi. Nhưng xong rồi tớ vào luôn đấy. Đúng là thánh người mà. Lừa nhất lớp luôn. Mà kể ra có những người lừa như bạn ấy thì mình mới có bim bim ăn, xong rồi có cả túi mù nữa. Mình bóc túi mù trước đi. Không biết bên trong này là gì nào. Bình thường mình thấy mọi người bóc. Bây giờ ui. Wow, nhìn này. Wow, trời ơi. Hình chăm gì mà có nước ở bên trong luôn nè. Wow, đẹp quá đi. Ui, tận 70.000. Wow. Trời ơi, bạn Hùng đúng là nhà giàu mà. Mua cái này 70.000 mà cũng mua. Lại còn mua tận mấy gói luôn. Bên này là cái gì đây? 70.000, tự dưng á. Thành ra mình có. Wow, xin. Trời ơi, đẹp quá, lại còn màu hồng lấp la lấp lánh nữa nè. Wow, đẹp quá. Ê, uầy, thế là mình có hai cái chan to rồi. Rồi, không biết cái này là cái gì nữa nhở. Ui, la bô bô nè. Trời ơi, sao mà cô te thế. Ấy, kể ra tôi có một bức tranh thôi mà được tận ba cái trang này về để trang trí trên bàn học á, cũng đáng. Đó, ok, thôi dặn lòng là làm giúp bạn ấy nốt hôm nay nữa là thôi. Cuối cùng cũng xong. Xong chưa? Đây, khiếp, vào đúng lúc thế. Này, đó. Đâu, tớ xem nào. Ui, tớ cũng đẹp đấy nhỉ. Nhưng mà vẫn nem nem ra ngoài đấy nhá. Sau để ý nhẹ. Cẩn thận ra đấy. Thế này còn chê, tớ còn tô đẹp hơn bạn khối nhá. Như thế này là được rồi.
Mấy cái đứa này. Này, hôm sau có cái gì ở nhà cứ mang đến lớp nữa nha. Được. Nhưng rồi. Mà tớ không làm nữa đâu. Ôi giời ơi, ngoan thì cái gì cũng có, cứ như thế thì còn lâu nhá. Tớ đã bảo là tớ không làm nữa đâu. Đừng có mà mơ, đừng có mà lấy cái bánh kẹo ra dụ dỗ tớ nữa. Bốn gói này á, tớ ăn cả tuần được rồi. Thế thì tuần sau tớ sẽ nhờ cô kìa. Cô chào cả lớp. Chúng em chào cô ạ. Ở tiết học trước thì cô đã giao bài tập về nhà cho các em làm rồi đúng không? Bây giờ mỗi bạn nộp bài tập về nhà lên đây để cô chấm và chữa bài nha. Ui, vâng ạ. Đúng lúc vừa bạn làm cho tớ xong đấy. Đấy, may chưa? Không có tớ á, thì lần này xác định coi như là một nha. Ôi dồi ôi, may thế. Này, lên nộp cho tớ đây. Luôn. Ok. Đây nữa. Ok. Chắc là kiểu gì chẳng mười, mình làm cho mà lại. Dạ, thưa cô, em nộp bài đây ạ. Ờ, của em với bạn Hằng đây à? Vâng ạ. Làm bài tập cho em. Em, dạ thưa cô, hôm nay em làm từ đêm hôm qua rồi. Thức đến tận 11, 12 giờ đêm mới làm xong cô ạ. À, thế à? Từ đêm? Dạ. Em thức để làm đúng không? Vâng ạ. Em làm hay ai làm? Em làm với cô. Hôm nay lại siêng thế à? Thì cô ra giờ bài tập thì mấy lần em không làm toàn bị phạt thôi. Thế là hôm qua em phải chăm chỉ em mới làm được đấy cô ạ. Hùng đây đúng không? Vâng ạ. Hôm nay trình bày sạch sẽ thế nhờ. Ô, đúng hết này. Dạ. Đúng luôn này. Được đấy. Có tiến bộ. Vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Lần sau em thức đêm em làm bài tập hết. Sáng hôm sau trả bài cho cô luôn. Ok. Rồi, thế về chỗ đi em. Dạ. Thức đêm làm bài. Trời, tôi lạ gì các cô các cậu nữa. Tình hình là cô vừa mới chấm bài tập về nhà xong. Hôm nay ai cũng làm bài tập về nhà đầy đủ này. Và đặc biệt là điểm rất cao. Đợt này thì cô thấy một thành viên trong lớp chúng ta là có một tiến bộ rõ rệt. Đấy chính là bạn Hùng. Lần này thì bạn ấy 2 con 10 luôn. Wow. Đấy chưa, may mà có bạn làm cho đấy mới được điểm 10 đấy. Tất nhiên rồi, này thế có phải thưởng không? Có, hôm sau thưởng cái khác đi, cái này để tôi ăn. Ok, 10 nha, chúc mừng. Không có gì. Được rồi, bây giờ thì cô sẽ ghi lên bảng một số cái phép tính tương tự giống như là bài tập về nhà cô ra. Và mời bạn Hùng lên bảng để làm lại và trình diễn là kiểu cái kỹ năng làm bài tập để cho cả lớp chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha. Hả? Sao mà cô giáo lại kiểm tra bài nữa? Thôi xong, đời bạn coi như là toi rồi. Ôi giời. Rồi, hai đề bài của chúng ta đó chính là tìm tích biết hai thừa số đó chính là 2 và 5. Câu thứ hai đó chính là tìm thương biết số bị chia là 35 và số chia là 5. Cô mày Hùng nào? Kìa, lên đi kìa. Nhớ, nhớ đấy. Dạ, thưa cô. Đây, phần đây. Em làm đi. Hôm nay bạn Hùng của chúng ta rất là giỏi luôn. Làm bài kiểm tra được 10 điểm mà không những được 1 10 lại còn được 2 10 cơ. Rồi, em làm cho cô. Đây là hai trong số những bài tập về nhà mà cô đã ra về nhà rồi. Em về nhà em làm được 2 con 10 thì bây giờ những bài này quá là đơn giản với em rồi, đúng không? Dạ, vâng ạ. Cả lớp, trật tự nào. Em Hằng, trật tự đi. Dạ. Tìm tích biết hai thừa số là 2 và 5. Đầu tiên thì em hãy cho cô biết là tích là kết quả của phép gì nào? Dạ, là phép cộng cô ạ. Giỏi. Ấy, biết ngay mà. Tìm tích là 2 cộng với 5, chuẩn luôn. 2 cộng với 5 chắc chắn sẽ bằng 7 rồi. Cô ơi, em sẽ làm câu 2 luôn nhá. Rồi, em làm luôn câu 2 cho cô. Vậy em cho cô và cả lớp biết tìm thương, vậy thương là kết quả của phép gì nào? Thương kết quả của phép gì ạ? Trên là cộng, dưới chắc chắn là trừ rồi. Là phép trừ cô ạ. Em cứ làm đi. Ý. Cả lớp cùng nhìn lên bảng nào. Biết ngay mà. 35 trừ đi 5. 35 trừ 5 bằng 3 32. Cô ơi, em làm xong rồi cô ạ.
Cả lớp thấy bài của bạn Hùng làm đúng hay làm sai nào? Tìm tích. Tìm tích mà lại biết ra là dấu phép cộng này. Tìm thương mà là phép trừ này. Sai hết, sai hết. Thế tại sao trong bài tập về nhà em lại được 10? Thế em nói rõ cho cô nào, bài tập về nhà ngày hôm nay là em làm hay là một ai khác làm cho em? Dạ thưa cô. Em nói thật cho cô đi. Lúc nãy cô đã cho em một cơ hội rồi. Cô đã hỏi đi hỏi lại là bài tập về nhà em làm hay ai làm, mà em vẫn cứ khăng khăng là em làm. Dạ thưa cô là em làm ạ. Em làm. Vậy những bài này đấy chính là cô chép từ trong bờ sách bài tập về nhà ra, mà tại sao em không làm được? Mà cái căn bản nhất đấy chính là tìm tích. Tích là kết quả của phép nhân mà, đúng không các em? Tại sao bạn Hùng lại bảo là phép cộng mà thương lại là phép trừ được? Nhưng cái này á, học sinh lớp 2, lớp 3 còn biết được. Thế bây giờ em lớp 5 rồi em ạ. Mà bây giờ em vẫn sai những cái như thế này. Dạ. Hả? Cô để chắc là em làm nhầm thôi. Không có nhầm nhiếc gì hết. Cô nói lại cho em biết. Bây giờ cô cho em một cơ hội nữa. Bài kiểm tra, bài tập về nhà là ai làm? Dạ thưa cô, đó là bạn Hằng, bạn ấy làm cho em ạ. Bạn Hằng làm, tại sao? Tại sao lúc nãy đến giờ em vẫn cứ khăng khăng là em làm? Dạ. Và tại sao bài tập về nhà là của em, tại sao bạn Hằng lại làm? Dạ, hôm qua em mải chơi quá, thế là em không làm kịp, thế là đến lớp em nhờ bạn Hằng làm cho em ạ. Bây giờ cô bảo với em luôn như thế này nhá. Bài tập về nhà của ai thì người đấy có trách nhiệm phải làm, chứ không phải đến lớp là nhờ người này nhờ người kia. Nếu có nhờ thì mình chỉ nhờ các bạn là mình không hiểu chỗ này, các bạn phải hướng dẫn cho mình cách làm, chứ không phải là viết thẳng toẹt ra đáp án luôn cho mình như thế đâu nhá. Còn em Hằng mà giúp bạn như thế này, đấy chính là tiếp tay cho cái sai đấy, nhớ chưa? Là luôn hại bạn đấy. Càng ngày bạn càng dốt hơn, chứ không phải là giúp bạn đâu, nhớ chưa? Em biết lỗi rồi cô ạ. Cô ơi, em xin lỗi. Từ lần sau rồi đi, em sẽ không giúp bạn kiểu như thế nữa. Còn việc ngày hôm nay cô đã nhìn thấy rồi. Bạn Hùng thì có bim bim, có kẹo, nên là bạn Hằng hối lộ bạn Hằng đúng không? Bạn Hằng làm cho để bây giờ bạn Hùng cho bim bim đúng không? Đừng tưởng tôi không biết gì nhá. Hai em chiều nay về lập tức viết bản kiểm điểm, có chữ ký của phụ huynh, và ngày mai bảo phụ huynh đến gặp tôi ngay. Cô, em Hùng và em Hằng. Cô tha lỗi không nói nhiều ạ. Đi về. Vâng ạ. Những trường hợp như thế này là tôi rất là thất vọng luôn. Từ giờ ai mà lặp lại lỗi của hai bạn này thì tôi sẽ phạt nặng luôn đấy. Các em nhớ chưa? Vâng ạ. Lần này chắc chắn tôi bị no đòn rồi. Giờ gọi phụ huynh xong rồi còn họp phụ huynh nữa thì có mở ra khỏi nhà ấy. Thế biết thế rồi sao không lo mà ở nhà mà làm bài, xong bây giờ dành thời gian hết lại còn dán bim bim. Thì tự dưng tớ đang là học sinh xuất sắc, bây giờ lại vướng vào phải cái vụ này nữa chứ. Bố mẹ chắc là cũng thất vọng với tớ lắm này. Thì tớ biết đâu được, tự dưng hôm nay cô giáo lại còn kiểm tra biết trực tiếp như thế chứ. Mọi hôm cô giáo chỉ kiểm tra bài cũ lên, chấm xẹt 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 cái vào vở, thế là xong luôn à, học bài mới luôn. Hôm nay tự dưng lại đi thôi, kiểm tra thế. Từ giờ bài của ai người đấy làm, và tớ cũng tuyệt đối tớ sẽ không làm bài hộ giúp bạn như thế này nữa. Như thế này là hại bạn mà cũng hại cả tớ luôn. Hôm sau có bài nào không hiểu thì hỏi tớ, tớ hướng dẫn. Còn đừng có mà hối lộ xong rồi bắt tớ làm bài như thế nữa, tớ không làm nữa đâu. Tớ biết rồi. Lần sau tớ không nhờ bạn thế nữa. Thế thôi, trả về cái trang cho tớ. Còn lâu. Trả đi. Không. Trả nhanh nào. Không.